một cái phần mới. Chúng ta đi hết với anh em về cái phần hệ thống, các hệ thống điều khiển điện tử trên xe rồi. Hôm nay chúng ta sang với anh em một cái phần mới, đó là cái phần các hệ thống, cái dòng thức chẩn đoán. Nó kết nối từ cái hộp của ECU, chúng ta thấy là các mỗi hệ thống này nó đều có một cái hộp điều khiển ECU, là cái não của nó, và nó điều khiển rồi. Nhưng mà bây giờ là làm thế nào để mà khi nó bị bệnh thì chúng ta có thể là kiểm tra được nó, thì tất cả những cái triệu chứng, cái mã lỗi, những cái bệnh của nó sẽ lưu trong cái hộp đen, lưu trong cái hộp não này của nó, và nó sẽ có một cái cổng chẩn đoán, nó kết nối trong một cái cổng để cho chúng ta có một cái thiết bị chẩn đoán, chúng ta cắm vào, chúng ta soi tiếp với nó ở trên xe. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái đó. Dạ, nó giống như con người anh em chúng ta, một khi đi khám bệnh bác sĩ hỏi có đau không, không đau ở chỗ này hay đau chỗ này thì chúng ta còn biết trả lời. Nhưng mà cái xe của chúng ta là nó đau ở đâu là nó không nói được, nó không, chúng ta không hiểu được, và chúng ta phải dùng một cái công cụ, chúng ta cắm vào một cái cổng đó để chúng ta giao tiếp với nó, để chúng ta nó có thể hiểu được lệnh của chúng ta muốn gì, và nó báo cáo được cho chúng ta hiểu được rằng là nó đang bị làm sao ở chỗ này. Thì nó cần một cái thiết bị, có công cụ để giao tiếp giống như cái học viên dịch viên. Mình chuyển đổi các cái yêu cầu của mình bằng các cái thao tác, các cái lệnh ở trên cái thiết bị đó. Và thằng kia thì nó biến cái ngôn ngữ của nó lên đi bằng hình hiển thị bằng tiếng Anh hay là bằng tiếng Việt hay là một số ngôn ngữ khác thì tùy máy, để cho chúng ta có thể hiểu được nó.